Hello, xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay đã trở lại kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ di chuyển vào khu Villa Vinhome quận 9 để chia sẻ khung cảnh ở phía bên trong, các con đường nội đô bên trong và các khu nhà phố villa biệt thự view sông để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng dõi theo video của mình hôm nay. Lời đầu tiên thì cho phép Phú Trần gửi đến ông bà cô chú anh chị lời chúc sức khỏe, luôn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Cả nhà xem video trên kênh của mình thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những thông báo video sớm nhất trên kênh của mình cả nhà nhé. Thì khu Vinhome quận 9 là khu dự án Vinhome Garden Park, là phân khúc biệt thự Vinhome cao cấp và thấp tầng thuộc khu đô thị mới do tập đoàn Vingroup xây dựng tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, tạo thành một tổng thể hài hòa và đồng nhất với dòng sông, bầu trời, không gian xung quanh bao la và rộng lớn. Thì ở phía bên trong của cái khu này thì nó có khu dinh thự và biệt thự của Vinhome. Ở phía sau thì nó có view sông và cái bến du thuyền. Ở phía bên trong thì nó có các cái dòng sông, có các cái hồ sen sống, con đường hướng ra cái view sông Đồng Nai và sông Tách. Biệt thự Vinhome Garden Park thì đáp ứng sự kỳ vọng của giới du khách thượng lưu. Ở trong cái khu này nó chia làm nhiều khu nhỏ nữa cả nhà nhé. Thì mỗi khu nó có mang được màu sắc khác nhau. Người ta sẽ sơn mỗi khu thì nó mang một tính chất và một màu sắc riêng cả nhà nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ di chuyển vào bên trong của các cái con đường này để ghi cảnh lại khung cảnh ở phía bên trong của các cái con đường nội đô này để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Cho mình đến đây vào cái bến du thuyền, nó buổi trưa đó chứ không mình không có ra được cái bến du thuyền đó cả nhà nhé. Thì hôm nào có dịp thì mình sẽ quay lại nơi đây, vì công trình nó hoàn thiện rồi thì mình sẽ quay lại cái bến du thuyền ở phía sau của cái hồ sen súng và view sông này để mình chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cái chỗ cái khu này là The Manya Tan cả nhà. Ở phía sau nó có cái bến du thuyền cả nhà nhé. Ở đây thì nó có rất nhiều kỳ quan đầy đủ màu sắc, khi bốn mặt thì được bao quanh bởi phong cảnh đa dạng và có nhiều công viên và nhiều cung đường ở phía bên trong cả nhà nhé. Nó cũng có cái khu hồ bơi trung tâm, nó rất là to và rộng, nó nằm ở phía bên trong cả nhà nhé. À, mình đi buổi trưa nên mình không có ghé cái hồ bơi và cái bến du thuyền ở phía bên trong để quay cho cả nhà mình cùng xem được. Con đường, các cái con đường nội đô vào bên trong khu biệt thự nhà phố này, những con đường hiện đại và khu đô thị thông minh. Thì ở trước các cái đường vào thì có camera giám sát ở phía bên ngoài các cái con đường này cả nhà nhé. Phía bên trong thì nó có bảo vệ vòng trong và vòng ngoài, người ta đi đi tuần nữa cả nhà nhé. Đây là một cái khu biệt thự riêng biệt và vị trí độc nhất tại quận 9 cả nhà nhé.
Thì ở đây thì mình đi trong cái khu biệt thự này, rồi thì mình sẽ di chuyển lần qua cái khu công viên trung tâm ánh sáng. Cái khu bên đó thì mình và cái con đường biển đi nhân tạo ở trong cái khu này cả nhà nha. Thì mình sẽ di chuyển qua cái khu, lần qua các khu là mình sẽ đến khu nào thì mình sẽ xuất quay và chia sẻ cho cả nhà mình xem từng khu điêu cánh ở phía bên trong cả nhà nhé. Thì ở trong này nó tổ hợp mà có nhiều dự án thì rất là đẹp luôn cả nhà nhé. Ở trong này thì nó có hệ thống công viên BBQ, công viên gym ngoài trời, sân thể thao, sân chơi trẻ em, tắm cỏ, dưỡng sinh và đường dạo và chạy bộ quen hồ. Có nhiều bể bơi ở trong các cái khu trong nhà và ngoài trời. Ở trong đây thì nó có cái khu trường học quốc tế Queen nữa cả nhà nhé. Cái trường học liên cấp Queen School và các trường dân lập, công lập chất lượng. Và ở phía bên trong thì đi sâu vào này thì nó có hệ thống y tế Queen Med. Thì cái dự án này nó nằm ở mặt tiền đường Phước Thiện, nối dài giữa ven sông Đồng Nai và sông Tách cả nhà nhé. Đó là một vị trí trắc địa tại trung tâm hành chính quận 9. Di chuyển nhanh chóng đến các cái khu vực quan trọng như quận 7, đi qua cầu Phú Mỹ, quận 2, đi qua cao tốc và đại lộ Mai Chí Thọ. Thì mình sẽ đến các cái khu đó cả nhà nhé. Ở đây thì mình di chuyển đến khu Phú Mỹ Hưng thì khoảng mất khoảng 15 phút di chuyển cả nhà nhé. Ở trong này thì nó có cái khu dinh thự Queen City nữa cả nhà nhé. Mình đi thông qua cầu Long Đại thì di chuyển qua cầu Phú Mỹ thì nó sẽ kết hợp giữa hai khu Nam Sài Gòn và Đông Sài Gòn với nhau cả nhà nhé. Rồi là phía bên kia thì người ta đang dừng các cái pano. Ở phía bên trong thì công trường đang được xây dựng ở phía bên trong. Mình không có quay được cái khung cảnh ở phía bên kia cả nhà nhé. Còn phía bên này thì các cái căn nhà villa biệt thự thì nó đã hoàn thiện rồi. Thì mình sẽ di chuyển qua cái tuyến đường này để di chuyển vào các cái khu ở phía bên trong và sâu phía sâu của cái mặt sông Đồng Nai cả nhà nhé. Mình sẽ di chuyển hết một vòng trong các cái khu đô thị này, villa nhà phố này thì mình sẽ di chuyển qua cái khu công viên ánh sáng để quay và chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Cái quy mô dự án này thì nó rất là rộng lớn luôn cả nhà nhé. Khung cảnh rất là đẹp và tuyệt vời luôn cả nhà. Đó là toàn bộ các cái dãy nhà ở phía trước. Nó có gồm có một villa và có loại hai cái villa nó liên kết với nhau cả nhà. Đó. Villa đơn và villa đôi nữa cả nhà. Cái khu này rất là đẹp và xịn sò luôn cả nhà. Mọi thứ thì ở đây nó đã được đồng bộ và hoàn thiện rồi cả nhà nhé. Tất cả các con đường nội đô phía bên trong thì mà đi vào khu đô thị thông minh thì ở phía bên ngoài thì có cổng bảo vệ và các cái tuyến đường thì được lắp đặt các cái camera khi ở đầu đường mình đi di chuyển đi vào cả nhà nhé. Thì mình đi vào khu này thì nó hoàn thiện thì người ta không có hỏi thẻ cả nhà nhé. Mình đi qua cái khu chung cư và tham quan ở phía bên công viên ánh sáng thì mình đi vào buổi sáng thì đông người, người ta có ít kiểm tra thẻ chung cư cả nhà.
Rồi mình đi vào các bữa khác thì vào các cái khu khác người ta sẽ hỏi thế của mình nữa coi nhỉ. Thế chung cư. Phía bên này thì có rất là nhiều villa luôn cả nhà. Cái dãy này thì nó đã hoàn thiện rồi. Ở phía bên trong này thì nó có rất là nhiều cái công viên nữa cả nhà nhé. Mình di chuyển chủ yếu là trên tuyến đường thôi, mình ghi lại khung cảnh ở phía bên trên cái tuyến đường này để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Công viên thì nó cũng giống như các cái công viên ở phía trước của cái dãy chung cư, nó cũng tương đối là giống nhau, nên mình đã chia sẻ hôm trước cái công viên ở phía trước rồi. Thì hôm nay mình chỉ di chuyển trên các cái con đường này thôi cả nhà. Phía bên này thì nó cũng có các cái sân chơi thể thao cả nhà nhé. Khu này người ta quy hoạch rất là đồng bộ luôn, có bệnh viện, trường học, đầy đủ các thứ ở phía bên trong cả nhà. Nên cả nhà mà đầu tư mà mua dự án ở đây thì rất là an ninh luôn cả nhà. Nên mình sẽ di chuyển lần qua các cái khu phía bên trong này. Các con đường này rất là đẹp mọi người coi nha cả nhà nhé. Rất là đẹp và xịn sò luôn. Mình thì mình ghi lại khung cảnh ở phía bên trên của các cái tuyến đường này để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Hai bên thì nó được trồng rất là nhiều cây xanh và rất là đẹp luôn cả nhà nhé. Giờ mình đi ở phía bên này thì đi lên thì nó bị hơi ngược sáng nên hơi bị tối cả nhà. Thì mình sẽ di chuyển lên các khu ở phía trước. Đó là dự án Queen Home Garden Park quận 9 cả nhà nhé. Khu villa. Thì lúc đầu mình vào thì nó là cái chung cư, còn đây là mình đi sâu vào phía bên trong các cái dãy nhà phố và các kênh biệt thự view sông cả nhà nhé. Phía bên này thì các cái kênh biệt thự view này nhà phố liền kề cả nhà. Mình đang di chuyển các cái tuyến đường ở phía bên trong của khu biệt thự này để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Nơi đây được quý như một cái ốc đau xanh nữa nha. Thì nó có rất là nhiều thứ ở phía bên trong, nó đã một khối riêng biệt và chỉnh chu rồi cả nhà. Phía bên kia thì nó cũng có cái dãy chung cư thì đang tiếp tục ở phía đối diện, còn người ta đang xây dựng cả nhà nhé. Mình di chuyển ở phía bên trong này thì mình đi có nhiều đoạn, nhiều chỗ nó bị ngược sáng nên nó bị chói nên nó không được đẹp lắm cả nhà nhé. Đó là các cái dãy nhà phố liền kề cả nhà. Phía bên trong rất là đẹp luôn cả nhà nhé. Đó.
Cái đó người ta chỉ mới bán ở phần thô thôi các nhà nhé. Thế nào mình mua thì cả nhà vào xây dựng và lắp đặt nội thất ở phía bên trong. Khu này toàn bộ khu này rất là rộng lớn luôn cả nhà. Mình sẽ di chuyển một vòng trong các cái khu này rồi mình sẽ di chuyển ra ở phía bên kia cả nhà nhé. Đây là cái khu nhà phố liền kề. Phía bên này thì nó cũng có một số trường mầm non đã hoạt động rồi cả nhà. Một số căn thì đã được mở bán, người dân đã đưa vào sử dụng ở phía bên trong rồi cả nhà nhé. Các chị biệt thự ở phía bên trong cả nhà. Con đường này rất là rộng lớn luôn cả nhà nhé. Thì mình sẽ di chuyển trong các cái khu này và các cái tuyến con đường này ở phía bên trong, rồi mình sẽ di chuyển ra cái đường lớn ở phía bên ngoài để đi tới chỗ công viên ánh sáng cả nhà nhé. Ở trong này thì mình tới chỗ gần cái công viên ánh sáng thì người ta có cho thử hệ thống xe điện ấy cả nhà, cho mình lái thử nữa cả nhà nhé. Mình đi vào trên đường, mình di chuyển đi vào thì mình thấy có rất là nhiều người đang thử xe vận hành, thử xe điện nghe cả nhà. Ở phía bên trong rất là nhiều luôn cả nhà nhé. Người ta ở đây người ta có nguyên một cái khu để cho mình thử chạy xe của điện của VinFast nghe cả nhà. Cho nên cái sâu của cái cung đường này cả nhà nhé. Mình đi ra trục đường chính mới có di chuyển đến chỗ thử lái xe cả nhà nhé. Mình lái xe thì mình sẽ đăng ký mình mới lái được cả nhà nhé. Thì mình đang di chuyển tới cái chỗ phía trước các cái hướng của cái chung cư để đi ra cái công viên ánh sáng cả nhà nhé. Mình sẽ di chuyển lần qua các khu ở phía bên kia, các cái con đường ở phía bên này nữa cả nhà nhé. Đây thì mình đang di chuyển ra cái con đường lớn để đi vào con đường trung tâm, đi ra cái khu trung tâm ánh sáng cả nhà nhé. Còn phía trước của cả nhà là dịch vụ cho người ta chạy thử xe điện của VinFast đấy cả nhà. Ở phía bên trong cả nhà nhé. Khi mình đi hết con đường ở phía bên trong này thì tới chỗ cái khu thử xe đầu tiên cả nhà. Con đường đi vào ở phía trước này rất là đẹp luôn cả nhà nhé. Nó đã hoàn thiện rồi, mọi thứ rất là đẹp. Do mình di chuyển mà xe máy nên mình không có quay lại cái con đường ở phía bên này cho cả nhà mình cùng xem được cả nhà nhé. Mình đi bộ thì mình sẽ quay rồi, nhưng mà mình di chuyển bằng xe nên mình không có quay được.
các cái tuyến đường ở phía bên trong rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, mình càng đi sâu vào trong thì các cái khu ở phía bên trong càng đẹp cả nhà nhé. Mình chạy qua cái đường chính ở phía trước thì tới cái vòng xe đó nha, thì các anh bảo vệ không cho mình vào đi thẳng cái con đường đó đến chỗ tư xe đâu cả nhà. Mình phải đi vòng qua cái khu này để mình di chuyển ra bãi giữ xe và đi bộ vào công viên ánh sáng cả nhà nhé. Hôm sau thì mình sẽ quay và chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cái công viên ánh sáng và cái cung đường bờ sông nhân tạo biển xanh cắt tránh nến vàng ở phía bên trong của Queen Home Garden Park này để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Cả nhà nhớ đăng ký, bật chuông và nhấn thông báo để nhận được những thông báo video sớm nhất trên kênh của mình cả nhà nhé. Thì mình đang di chuyển trên con đường để đi ra chỗ cái bãi giữ xe cả nhà nhé. Ở phía bên này thì các cái khu phía bên trong cái quán cà phê đang hoạt động và mở phía bên trong rồi cả nhà nhé. Thì mình đang di chuyển đến chỗ cái bãi giữ xe để mình gửi xe thì mình đi vào công viên ánh sáng. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn luôn đồng hành và ủng hộ video trên kênh của mình. Cả nhà xem video trên kênh của mình thì hãy nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những thông báo video sớm nhất trên kênh của mình cả nhà nhé. Thì mình di chuyển gần tới chỗ công viên ánh sáng rồi cả nhà nhé. Cái công viên ánh sáng ở phía trước nó đang hiện ra rồi cả nhà. Lối vào công viên rồi cả nhà nhé. Thì mình xin phép tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các video mới tiếp theo trên kênh của mình. Bây giờ thì mình di chuyển vào bãi giữ xe để gửi xe đi bộ vào công viên ánh sáng cả nhà nhé. Bye bye cả nhà và hẹn gặp lại trong video mới tiếp theo.